Dạ, bẩm hoàng thượng, họ Trần Lý ở Hải Ấp đã chính thức dựng cờ phò thái tử giảm lên để giết dọa giết ta chứ gì. Ngươi có biết kẻ đánh cá Trần Lý là ai không mà dám đem hắn ra dọa cả? Các người nhìn thấy gì đấy? Bất cứ kẻ nào đã theo ta mà vẫn tỏ ra khiếp sợ kẻ thù thì hãy lấy đó làm gương. Hoàng đế anh minh. Hoàng đế anh minh. Để mừng cho Đại Việt chỉ có một vua duy nhất là Hoàng đế Quách Bốc. Ta mời các đại thần dự tiệc với ta. Ai không thích có thể tự do ra về. Đội ơn Hoàng đế Quách Bốc. Cả ớt đâu? Diệu tắm thịt tươi có cái gì? Có cái gì? Rất nhiều. Ôi, buông đi. Buông. Xin đại vương tha tội. Tung hô cả ân phạt tuế. Hết thịt chó rồi. Thịt chó đâu? Chưa thịt chó. Chiếu tướng, nàng phải biết ta là đệ nhất cờ tướng trong triều. Còn thiếp là người chơi cờ tướng kém nhất ở Hải Ấp đấy. Ta thắng rồi. Chiếu tướng. Ta vô ý, cho ta đi lại. Vô lý. Ở Thăng Long, ta đánh với hàng cao thủ nhất kinh thành, ta đều thắng. Không lẽ về đây, ván nào ta cũng thua nàng? Vì ở đây, thiếp chơi thật. Còn ở Thăng Long, người ta toàn chơi giả. Vậy chơi ván khác. Lần này ta phải thắng nàng mới được. Tiếp tục lên lưu trục lên thuyền chưa? Nhanh lên. Tốt lắm. Anh, đây là thư của thủ độ, tiến cử thủ lĩnh Hà Thi cùng 300 nghĩa binh từ Sơn Giao về. Thế thì tốt lắm. Quân của Hà Thi nổi tiếng trung thành và thiện chiến. Chúng ta rất cần những người như thế này. Sao cậu không mời thái tử ra bến? Hồi sáng tôi có mời, nhưng thái tử nói mọi việc tôi và anh toàn quyền. Chuyện tụ binh về đây đã công khai. Bây giờ là lúc thái tử cần phải có mặt thường xuyên trước nghĩa sĩ và dân chúng, để tạo uy tín và niềm tin đối với họ. Để ta đi trước. Thưa nhé thái tử điện hạ, có thủ lĩnh Hà Ti,
Từ Sơn Giao mang quân về theo thái tử. Ta đã nói nhiều lần rồi, chuyện khôi phục nhà Lý diệt Quách, ta giao hết cho nhà ngươi và Trần Lý lo hết, chớ kéo ta vào. Sao ngươi vẫn không chịu nghe? Ngươi ra đi, ta đang bận đánh cờ. Thái tử, nếu người giao hết việc cho cha và cậu thiếp, chỉ để ở nhà với thiếp, thì chẳng phải thiếp sẽ mang tiếng là mê hoặc thái tử hay sao? Trước khi lấy nàng, ta đã nói, nếu có được nàng, ta sẵn sàng đổi cả ngai vàng ở Thăng Long để làm anh thuyền trài ở Hải Ấp. Thôi được rồi, nể nàng, ta đành ra đấy. Nhưng nàng phải đi với ta. Thưa Điện Hạ, những chuyện đại sự của họ Trần, đàn bà không được quyền dính vào. Luật họ Trần ở Hải Ấp có lớn bằng luật họ Lý ở Thăng Long không? Thời tiên đế Anh Tông, Đỗ Hoàng hậu được ngự triều. Thời phụ hoàng ta, Đàm Hoàng hậu cũng được ngự triều. Vậy thì tại sao Trần Thị Dung vợ ta lại không được ở bên ta để cùng gánh vác, lo đại sự? Thần nông cạn, xin Điện Hạ tha tội. Mời Điện Hạ, mời Thái Tử Phi. Vì vừa phải đấu trí với những nước cờ cao siêu của Thái Tử, nên thiếp thấy hơi mệt. Hay để lần khác thiếp đi cùng người được không? Nàng tưởng ta đánh cờ với nàng không mệt hả? Nếu nàng không đi, ta cũng không đi. Thì cháu đi đi. Thần xin mời Thái Tử Phi ạ. Thái tử đến. Thái tử Thiên Thiên Tuế. Đây là vợ ta, Thái tử Phi Trần Thị Dung. Thái tử Phi an khang, đội ơn thái tử. Ta miễn lễ, bình thân. Sao cậu cho nó ra đây? Cha, tôi... Giờ cha còn coi thường đàn bà con gái họ Trần nữa không? Sao nhà ngươi không trả lời? Anh nói Thái tử Phi anh minh đi. Thái tử Phi anh minh. Đẹp quá. Ha ha ha!
Quỳnh Bao, ta tiếc là không giết được ngươi để trả thù cho Tăng Long. Chẳng qua chỉ là một tiện nữ điên dại. Hạ quan đã có lần nhắc nhở đại vương phải luôn luôn giữ mình. Ngươi có nghe nàng nói gì trước khi tự sát không? Không, nàng không điên, không điên. Phải có kẻ nào đứng đằng sau nàng? Kẻ đó là ai? Là ai? Thưa đại vương, không khó để đoán ra ai đã dã tâm hại đại vương. Đó chính là kẻ đã mượn danh phò thái tử sang, đã dấy binh để kéo quân về Thăng Long. Chân lý, chân lý, ta thề không đội trời chung với nhà ngươi. Bay đâu? Dạ. Kéo quân về Long Phò. Bọn Trần Lý và Tô Trung Từ ở Hải Ấp đang dấy binh lập phản, còn mưu phản sẽ bị luật pháp của triều đình trừng trị như thế nào? Giết. Hôm nay chúng ta theo hai đường thủy bộ cùng tiến về Hải Ấp, làm cỏ ba đời cho Trần Lý. Tại Lưu Gia Tức Mạc, chúng ta phá sạch, đốt sạch, cướp sạch, giết sạch. Giết. Nhưng Trần Thủ Độ và Trần Lý phải bắt sống Tư Mã Hoành Thành, làm gương cho những tên phản tặc. Tất cả lên đường giết phản tặc để thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo, thay trời hành đạo, thay trời hành đạo. Hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế. Thưa hoàng đế, thay mặt các đại thần trong triều, Đàm Dĩ Mông tôi kính tặng đoàn quân lá cờ thêu bốn chữ vàng thế thiên hành đạo, để hoàng đế mãi mãi là chính nghĩa, bách chiến bách thắng, trên đường đi diệt giặc. Thế thiên hành đạo, thế thiên hành đạo, thế thiên hành đạo, thế thiên hành đạo, thế thiên hành đạo. Theo quan thái bảo, liệu Quách Bấu có thắng được Trần Lý không? Nếu Trần Thủ Độ và cha con Trần Lý biết Quách Bốc động binh trước một ngày thì Bốc khó có cơ thắng, mà nếu có thắng thì cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Quan thái bảo thật anh minh. Quan thái bảo,
Nguy rồi. Nghĩa là ở Thăng Long Quách Bốc đã động binh sớm. Chú phải quay về ngay Hải Ấp, báo cho bác Lý biết và mang thư của tôi cho Dung để kịp đối phó với Quách Bốc. Vâng. Em đi nhá. Nếu Trần Lý đưa được Thái tử Sảm về Thăng Long trước khi chúng ta đưa Hoàng thượng về thì sao? Lực lượng của họ chưa mạnh bằng Quách Bốc. Chắc chắn Trần Lý chưa dám đưa Thái tử vào Thăng Long. Nếu ta về Thăng Long trước, liệu Hoàng thượng có mềm lòng cho đón Thái tử Sảm về không? Như thế là ta phải chia công với Trần Lý rồi. Chuyện đó không thể xảy ra. Bởi vì Hoàng thượng đã ban thánh chỉ giết Thái tử Sảm thì tội theo Tô Trung Từ phản nghịch rồi. Hoàng thượng luôn tiền hậu bất nhất. Ông đã thấy người vui mừng thế nào khi nghe tin Thái tử còn sống rồi đấy? Đúng thế. Muốn ngăn Trần Lý thì cách tốt nhất là không có Thái tử Sảm. Nhưng chúng ta sẽ chờ Quách Bốc. Nếu Quách Bốc không diệt được Trần Lý thì chúng ta sẽ ra tay. Dừng. Đừng dừng. Bẩm Hoàng thượng, Hoàng thượng làm sao ạ? Ta không đi được nữa. Ta không chịu nổi nữa. Bẩm đại vương, bẩm đại vương, Hoàng thượng kiệt sức rồi ạ. Hoàng thượng quá yếu, nhỡ không về được Thăng Long thì sao? Không loại trừ đây là trò trèo kéo của Hoàng hậu để chờ tin từ Thăng Long. Sao ngươi bảo Hoàng thượng đủ sức để về đến Thăng Long kia mà? Thưa Hoàng hậu, thần không ngờ đường quá dài và trời quá nóng nên Hoàng thượng đã bị kiệt sức ạ. Giờ ngươi tính thế nào? Thưa Hoàng hậu, bắt buộc phải tìm chỗ mát để Hoàng thượng nghỉ ít nhất là đến sáng mai ạ. Hoàng thượng không thể đi tiếp được. Thưa đại vương, Hoàng thượng cần phải nghỉ lại ạ. Ở đây đồng không mông quạnh, muốn nghỉ lại cũng không dễ đâu. Có vẻ Hoàng thượng kiệt sức thật. Đây là trò cố ý gây chậm trễ của Hoàng hậu. Mà chúng ta cũng sắp sửa không chịu nổi bà ấy nữa rồi. Trần thủ độ. Kính chào đại nhân. Thưa ông, đây có phải là người đã đưa ông trốn khỏi thành Thăng Long phải không ạ? Đúng vậy. Xin đại nhân tha tội, tiểu nhân có mắt cũng như mù. Khoan đã. Sợi dây trói nhầm này, có thể lát nữa tôi sẽ cởi cho ông. Nhưng còn một sợi dây nữa, tôi muốn ông phải tự cởi, nếu như cũng bị nhầm. Đại nhân muốn nói chuyện gì? Nếu ông đã giết Thái tử Sảm thì tôi sẽ để nguyên sợi dây này, giải ông lên công đường cho quan châu xét xử. Tuy bỏ triều đình thật, nhưng tôi không dung dưỡng cho những kẻ đã giết người kế vị ngai vàng. Việc đoàn thượng dàn xếp cho tôi nhận thánh chỉ để giết Thái tử Sảm là có thật. Nhưng nếu tôi thi hành, thì hiện giờ Thái tử Sảm không ở Hải Ấp với bác tôi, và cậu Từ dựng cờ phục lý diệt Quách. Tôi nghĩ việc giết Thái tử Sảm là thất sách, không đúng với tính cách của thủ đô. Nhưng tôi cũng biết là ông đã uống rượu ăn thề với Quách Bốc. Chuyện đó cũng có thật. Thôi, ông không cần phải thanh minh. Tôi và ông Từ đã có lúc uống máu ăn thề với Phạm Bình Di, Đoàn Thượng và Quách Bốc mà. Nào. Rất mừng được gặp lại ông. Chúng ta có chuyện cần bàn gấp.
chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Trần Lý. Quách Bốc hiếu thắng, không ngồi chờ chúng tôi ở Thăng Long, mà sẽ đưa quân về Hải Ấp. Đó chính là điều chúng tôi chờ đợi, để tránh cho Thăng Long xảy ra đổ máu. Và đoàn thượng cùng Nguyễn Đồn sẽ nhân cơ hội hộ giá hoàng thượng về Thăng Long mà không có tướng nào chấn giữ. Mọi việc đều gấp. Vậy xin phép ông, vì chính nghĩa của nhà Lý, mà ông hãy làm những điều như tôi đã bàn. Liệu đoàn thượng và Nguyễn Đồn có chịu để cho hoàng thượng nghỉ lại dọc đường không? Nếu mời được hoàng thượng nghỉ lại đây thì sẽ tránh cho Thăng Long không rơi vào tay đoàn thượng và Nguyễn Đồn, sẽ là hồng phúc cho cả Đại Việt. Hy vọng là ông không tính sai. Khi nào họ Trần ở Hải Ấp khởi binh, chúng tôi sẽ kêu gọi các thân hào nghĩa sĩ ở đây về Thăng Long hợp quân đúng hẹn. Mời. Cả. Ta vẫn tưởng lòng dân hướng về nhà Lý cạn rồi, nhưng thật không ngờ, trước khung cảnh hào hùng này, ta muốn về nhà làm ngay mấy bài thơ tức cảnh sinh lòng ái quốc. Nếu thái tử muốn về nhà làm thơ thì thiếp không đi theo cùng đâu. Không có nàng ở bên thì ai thưởng thức thơ của ta? Thì tức cảnh sinh lòng ái quốc ai đọc chẳng được. Nếu vậy, ta cũng không về. Thơ của ta chỉ duy nhất một người đọc. Ta yêu nàng chính là yêu nước. Ở Thăng Long mà con cứ đùa cợt với thái tử như vậy là mắc tội phạm thượng đấy. Cha không thấy thái tử còn thích đùa cợt à? Cậu, có phải tình hình đã phát triển nhanh và lớn hơn ngoài dự tính không? Đúng, tình hình có lạc quan hơn dự tính. Con là đàn bà, sao lại dính vào chuyện chính sự? Việc của con bây giờ là phải chăm sóc thái tử. Ta đi anh. Cứ cái đà người các nơi kéo về nhiều như thế này, sẽ không còn chỗ ở. Ta e lương thảo, quân nhu sẽ còn thiếu thêm. Trước đây, chỉ tính theo cờ thế nên tôi không để ý. Nay lực lượng ủng hộ đông và lớn như thế này, chúng ta càng cần điều này. Anh muốn nói điều gì? Thánh chỉ của hoàng thượng. Đúng, anh nói đúng. Chúng ta làm sao mà có được thánh chỉ khi mà hoàng thượng vẫn ở bên cạnh hoàng hậu, quốc trượng và đoàn thượng? Vào Thăng Long, nếu có thánh chỉ, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tị! 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 Sao thế? Có chuyện gì thế? Đưa bác, anh Độ bảo cháu về gặp bác gấp. Anh Độ có thư cho tôi. Không sao, ta cũng muốn biết tin Thủ Độ. Nó nói gì? Xin kính chào hai đại vương.
Có chuyện gì thế? Đại nhân muốn gì? Được tin hai đại vương hộ giá hoàng thượng qua đây, Đỗ Xuân Ấu tôi ra đây xin được tiếp kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên thiên tuế. Thật bất ngờ khi gặp nhà ngươi ở đây. Muôn tâu hoàng thượng, nơi đây là trang ấp của thần. Nghe tin hai đại vương hộ giá hoàng thượng xa giá qua đây, thần tới để xin hoàng thượng tha cho tội vì đã tự ý bỏ triều đình về quê à. Ngươi đứng dậy đi. Đội ơn hoàng thượng. Loạn lạc tràn đến, ta là hoàng thượng còn bỏ triều đình mà chạy trốn thì ta cũng đâu phải là người vô tội. Hoàng thượng nói như vậy thì còn đâu là luật vua phép nước nữa. Còn ngươi, ngươi là quan đại thần của hai triều nhà Lý, chắc ngươi biết rõ luật pháp của triều đình. Thiết tưởng ngươi phải biết tự xử về hành vi bỏ triều đình mà đi của mình. Chính vì những quan đại thần như ngươi mà triều đình đã bị suy sụp. Hoàng thượng và chúng ta phải rời bỏ kinh đô mà đi. Bay đâu? Dạ. Ban ngự tiểu cho nghịch tặc Đỗ Xuân Ấu. Hậu đừng nóng, không nên bắt thêm ai phải chết nữa. Ta còn phải đi bao xa nữa thì mới được nghỉ? Bẩm hoàng thượng, phải đến giờ tuất mới đến được trang ấp lập chí kế tiếp ạ. Thế thì ta chết trên dọc đường mất. Quan thái sử. Dạ. Người bỏ triều đình chạy trốn thì có tội, còn ta bỏ triều đình chạy trốn thì có công sao? Giả như ta nghe lời thái tử Sảm, Tô Trung Tử và nhà ngươi, không bắt cha con Phạm Bình Di, cha con Phạm Bình Di không bị chết ở trong ngục, thì Thăng Long làm sao mà có giặc Quách Mốc được? Giờ thì ta có hai bàn tay trắng thôi, chứ nếu không thì ta đã thưởng cho nhà ngươi vì tội nói đúng. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, thay đâu? Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Hài ấp vằng vặc trăng mơ ảo, tức mạc tịnh thanh sắc sắc không, cung đình vinh hiền trong chốc lát, chỉ mái tranh em mãi mãi còn. Anh này. Này, chị Dung cấm em gặp anh rồi đấy. Sợ gì? Nếu cấm, anh sẽ không đưa thư anh Độ gửi về. Thư cũng không nhận nhá. Chị Dung ý, bảo là thương thì thương thật, nhưng bây giờ chị ấy là gái đã có chồng rồi,
không dính dáng gì nữa. Anh Độ chết đi sống lại mấy lần vì thất tình, rõ là hí một đời trai. Ai vừa nhắc đến tên Trần Thủ Độ? Đây, anh Độ có gửi cho chị một bức thư. Ta là gái đã có chồng, không thể nhận thư từ người đàn ông khác được. Ấy, chị, đây là thư công việc chứ đâu phải thư tình. Anh Độ nói chị đọc xong, khi nào có biến mới nói cho bác trai và cậu Từ biết. Thôi được, vì đây là thư công việc nên ta cho phép con lành ở lại thêm một canh giờ nữa. Còn nếu đây là thư tình của Thủ Độ thì lành sẽ được ở đây đến sáng mai. Em đội ơn chị. Đội ơn Thái Tử Phi chứ. Em mới là Thái Phi của anh. Đình vinh hiền trong chốc lát, chỉ mãi tranh em mãi mãi còn. Nàng thấy câu thơ này thế nào? Thiếp thấy rất hay. Khổ tiếp theo cũng nói về tình ta với nàng còn hay hơn. Để ta viết xong, ta sẽ đọc cho nàng nghe nhé. Khuya rồi, hoàng thượng nên đi nghỉ đi. Hoàng thượng đang mệt, không nên thức khuya làm gì. Ta đã mắc tội lớn với liệt tổ liệt tông, làm cho triều đình tan rã. Lại thêm cái chết oan nghiệt của hoàng tử Quế làm cho ta vô cùng đau đớn. Hãy để cho ta sám hối một lát nữa.